Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tám giải thoát, hoặc thường hoặc vô thường, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc thường hoặc vô thường, nói tám giải thoát, hoặc lạc hoặc khổ, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc lạc hoặc khổ, nói tám giải thoát, hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ. Nên cầu tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã đã tu hành bát nhã ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã,
Nói pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nói sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, nói năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, nói sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ, nói năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, nói năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, cầu sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ, cầu năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, nói mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ, nói mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã, nói mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã.
nên cầu 10 lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, đã tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, cầu 10 lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, cầu 10 lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ, cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ, cầu 10 lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 10 lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, nói tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, nói trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, nói trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, nói trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, cầu trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, cầu trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự.
Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, đã tu hành bát nhã ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành bát nhã nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường, nói nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả hoặc thường hoặc vô thường, nói dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ, nói nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả hoặc lạc hoặc khổ, nói dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc thường hoặc vô thường, cầu dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc lạc hoặc khổ, cầu dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tất cả quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả quả vị độc giác
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu tất cả quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tất cả quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tất cả hạnh đại bồ tát hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả hạnh đại bồ tát hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả hạnh đại bồ tát hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả hạnh đại bồ tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ, nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Khi ấy trời Đế Thích Lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc như thế nào mà gọi là nói tịnh lự ba la mật đa tương tự? Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc hoặc lạc hoặc khổ, nói thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này,
Người tu hành tịnh lự nên cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, đã tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ, cầu thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, đã tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết, đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự.
Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nói hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói tĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nói hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc,
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Hết quyển thứ 137.